Người dân chờ tới đồ ăn xong xuôi rồi sẽ vào ăn. Chúng ta cùng vào bên trong coi nhà hàng chuẩn bị như thế nào. Thank you.
đúng rồi, ngoài này ngoài thương hiệu mình có nhiều loại chè lắm nha. À, đang có nhiều á, màu đen. À, cái này là chè màu đen. Món này món chè màu đen nha. Cái này là chè thập cẩm. Các loại đậu chè thập cẩm, chè đậu đỏ. Đậu đỏ nếp than á. À, đúng rồi. Còn cái này là chè khoai mì rau duyên nha. Khi mà bán online được khách hàng ủng hộ, khách hàng yêu cầu mở nhà hàng thì lúc đó có điều kiện kinh tế không có cho phép và tôi đã mở tìm một cái mặt bằng ở trong hẻm không phải là mặt tiền để chi phí mặt bằng thấp nhất, chỉ cần có một cái nơi, bởi vì khách đã biết đến gánh hàng trong online ở trên mạng rồi, cho nên tôi chỉ có một cái nơi khuất trong hẻm và làm nấu ăn thiệt ngon thì tôi tin là khách sẽ tới. Và quan trọng nhất là nhà hàng làng gánh
là nhà hàng đầu tiên được xây dựng từ Facebook, có nghĩa là hình thành từ góp vốn cộng đồng. Đó là một hình thức mà 160 khách hàng trên Facebook đã góp tiền cho tôi 30.000 đô để xây nên nhà hàng này. Dạ, cho em hỏi một cái nhỏ nữa là, tức là những cái món của quán mình tập trung về cái những cái món nào là thế mạnh của mình, hoặc là những cái tượng trưng hoặc là vùng miền như thế nào ạ? Dạ, về đặc tính vùng miền của món thì ở đây nó có một cái là Nhàn nấu món cả ba miền, bởi vì Nhàn là quê gốc Bến Tre, nhưng từ khi yêu cho đến lập gia đình thì toàn là người Trung với người Bắc, và cái khẩu vị thì Nhàn chuộng cái vị ít ngọt của miền Nam hơn. Và vô tình thì nó hợp với cái xu hướng thời đại là người ta sợ bệnh và sợ tiểu đường là một cái vấn nạn rất lớn, cho nên người ta không có ăn ngọt nhiều đó anh. Và Nhàn nấu là món ăn, cái hậu của món ăn, cái vị hậu lúc nào cũng là nó không có ngọt, nó mặn mặn, và nó và nó vừa với lại cái vị chung. Nhưng mà từng miền Nhàn đều có những món đặc trưng, ví dụ miền Nam có lẩu mắm, miền Trung có những món của Huế, bánh bèo, bánh bột lọc, gỏi vả. Miền Bắc thì có những món như lòng lợn mắm tôm, bún đậu mắm tôm và bún măng vịt, rồi xôi sắn, xôi bồ câu, vân vân. Có nghĩa là Nhàn nỗ lực gom món ăn của ba miền, món nào miền nào món đó, và rất là tròn vị. Cảm ơn. Chị cho em hỏi là khách thường thường tới đây là hay sử dụng món nào nhiều nhất của nhà hàng mình? Những cái món đặc sản có thể kể tên là gà, và đó là cái món giống như gọi là món ruột á. Hình thành nó góp cho phần là cho Nhàn khởi nghiệp và tồn tại đến bây giờ trọn vía. Gà nướng xôi Bắc Mỹ, xôi bồ câu, cá lóc đồng rút xương dồn thịt chiên giòn rim nước dừa, món ăn được gọi là có tên dài nhất nhưng mà rất là hấp dẫn. Lòng lợn mắm tôm, đó là những cái món là khách mà nhắc đến ngon là khách thường sử dụng ở đây. Rồi chị Nhàn cho em hỏi một câu cuối về cái chương trình hôm nay. Dạ. Là về cái tiệc buffet miễn phí chay dành cho cái những người là dân lao động thấp và những người người nghèo trên phố, như bán vé số hoặc là vuông gánh hoặc là những người nghèo khổ của những cái khu phố của Sài Gòn, chứ không riêng gì ở gần đây hết. Thì chị cho em biết cái là tại sao mà mấy anh chị lại tổ chức ra cái buổi tiệc này, và có nên tổ chức thường xuyên không ạ? Thì khởi đầu là từ cái việc mà mới đầu bán đồ ăn thì lúc nào cũng dư, nhà hàng mà mới đầu khách chưa biết đến thì đồ ăn còn dư. Thì bên nhà mỗi tối nhân viên đều có các bạn đều đem đồ ăn ra đóng gói lại và tặng cho những người vô gia cư, cứ đi vòng thành phố, gặp những người nào ngồi trước những cái vỉa hè hoặc là ngồi dưới gầm cầu thì đưa đồ ăn tặng cho họ. Rồi sau đó dần dần đến là khi mà tổ chức buffet được thường xuyên thì mỗi tối thứ bảy có buffet, thì sau đó đều là có đồ ăn dư để đem tặng. Dần dần đến một cái lần nữa thì Nhàn nghĩ là tại sao mình có điều kiện trộm vía là mình địa điểm. Có một cái địa điểm mình nấu ăn, khách đến ủng hộ và mình nuôi sống được con mình, nuôi sống được nhân viên, có điều kiện và đạt được cái mức sống như mình đã từng mong ước, thì mình nên chia sẻ cho người khác nhiều hơn nữa. Và từ đó là Nhàn nấu những cái buổi cơm chay thông qua câu lạc bộ Nguyễn Ước Hồng, cũng cho những bệnh viện ung bú, bệnh viện nhi đồng, bệnh viện chấn thương chỉnh hình, rồi cho những người nghèo vô gia cư bên Phước Băng Sài Gòn. Rồi sau đó tiến đến một bước nữa là khi bắt đầu thấy hoạt động mình được nhiều người hưởng ứng. Nhiều người ở đây là những người khách gần, chứ đang không nói đến những người hùng, bởi vì từ đó đến giờ Nhàn ít có nhận phần hùng của tất cả mọi khách hàng hoặc người xa lạ. Nhưng mà đến tiến đến một bước là mỗi tháng Nhàn đều tâm nguyện là nếu mà trộm vía ông trời cho Nhàn sức khỏe để sống và làm việc mỗi tháng, khách hàng vẫn thương và ủng hộ gánh hàng rong online và nhà hàng nặng gánh, thì Nhàn sẽ mỗi tháng Nhàn đều tặng 1 tấn gạo cho bà con cô bác. Chia 1 tấn chia thành 200 phần, mỗi phần 5kg gạo. Nhàn tính toán là 5kg gạo đủ cho 1 tháng ăn của một người, một ngày 2 buổi cơm. Và sau đó thì đến năm nay, đầu năm nay thì đến những rằm của 4 rằm lớn trong tháng là rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7 và hôm nay là rằm tháng 10, thì là có buffet chay miễn phí. Một lần buffet chay miễn phí như vậy, Nhàn phục vụ tối thiểu từ 200 khách đến 500 khách, như ngày hôm nay lượng khách đăng ký là 500 khách. Thì Nhàn chỉ muốn là thứ nhất là hoan hỷ và chia sẻ công đức cho tất cả mọi người, kể cả những khách hàng đã yêu thương gánh bó và có những lúc hài lòng hay không hài lòng về nàng gánh. Và quan trọng nhất là thể hiện cái sự là
mình no không để ai đói, đó là ý nghĩa của chương trình. Để gửi cho những người vô gia cư, những người nghèo, những người tàn tật. Em cho hỏi xem là thường ngày á thì số lượng khách ở đây có tới cũng đông vậy hả? Dạ trộm vía thì bên nhà hàng Hàng Gánh buổi trưa có cái chương trình cơm trưa là cơm nhà nấu một cái menu giống nhau cho tất cả mọi người. Thì khách quen ăn thì có 49.000, còn khách lẻ ăn 69.000. Cho nên là trộm vía buổi trưa khách ăn rất là nhiều. Và còn có những cái đơn tiệc là khách tiệc đi ăn 20-30 người một nhóm. Thì trộm vía buổi trưa cũng đông, có một thời gian buổi tối hơi vắng. Còn bây giờ thì là trộm vía nhờ xây dựng chương trình là ưu đãi dành cho khách và khách hàng đã biết đến món thì buổi tối cũng khá đông. Lượng khách trung bình một ngày là khoảng bữa nào mà vắng nhất là 50 khách, có lần đông thì khoảng 150-200 lượt khách. Dạ, cho em hỏi mà số tiền của một người khách hàng tới đây ăn trung là khoảng bao nhiêu? Dạ, trung bình ăn là từ nếu mà không nếu tính cơm vô luôn á thì khoảng là 50.000 đến 120.000 nếu mà có cơm. Dạ. Còn nếu không ăn cơm ăn gọi món là trung bình khoảng 120-180.000. Còn nếu ăn sang nữa là 200-250 là ăn ngon và sang. Dạ, nếu nhà hàng mình mở lâu rồi chị? Nhà hàng mở 4 năm. Dạ, năm nay bước vào năm thứ 5 và chưa hề tăng giá trong suốt 5 năm. Bởi vì kinh tế thị trường còn khó khăn á, nên nhà nghĩ là lấy công làm lời là chủ yếu. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Cô xíu được không cô à? Mà cái này cô sao cô biết ở đây bán miễn phí mà cô tới không? À, tại vì cũng nghe mấy bạn mấy em nó đi bán vé số đó. Nó dạy cô ở gần đây không? Cô ở bên Lý Chính Thắng. Rồi cô ăn mấy món vừa rồi cô thấy như thế nào? Rất là ngon. Rất là ngon. Ngon mà nhân viên tiếp tải cũng rất là đồng hậu. Dạ. Đàng hoàng. Chứ không phải là một lớn nhưng mà có cái tính cách là thường cắt các cô rất là tốt. Dạ. Cô là đầu tiên tới đây luôn hả? Đúng rồi, tại lần đầu tiên. Chúc cô ngon miệng. Cảm ơn. Đi đi, người ta quay luôn hoài mà. Biết chờ cái chút nào. Dạ không quay đâu. Cảm ơn cô Hằng nhiều. Không có chuyện.
Đây là lần đầu tiên chú vào cái nhà hàng này. Thực tế mà nói là cái gì cũng lạ. Và cũng thấy nó vừa ý lắm. Thấy nó có mang cái vẻ ấm cúng, gần gũi. Và cũng hiện đại nữa. Rồi, con cảm ơn chú nhiều nha. Thật sự thì khi mà tôi đến đây á, tôi cảm thấy cái không gian ở đây rất là ấm cúng. Chị Gánh thì rất là khéo tay, các món ăn được trưng bày rất là đẹp mắt và rất là vừa khẩu vị. Bên cạnh đó chị Gánh cũng có một cái tấm lòng nhân ái và thường xuyên tổ chức các cái bữa ăn như thế này, không phải dành cho những người như chúng tôi mà dành cho tất cả các cụ già, những người khó khăn, những người neo đơn đều có thể đến dùng bữa một cách ấm cúng như thế này. Và tôi nghĩ đó là một cái điều rất là ý nghĩa, là ấm cúng đối dành với lại các cụ già có mặt trong ngày hôm nay cũng như các bữa tiệc khác của chị Gánh. Và chị ăn ở đây là được bao lâu rồi ạ? Chị ghé đây là được mấy lần hoặc là bao nhiêu năm rồi ạ? Thật ra thì tôi cũng chỉ mới biết đến nhà hàng Gánh thôi, nhưng mà thỉnh thoảng tôi vẫn đến đây cùng với bạn bè và người thân. Cái món ăn ở đây thì chị Gánh nói đúng, thật sự là nấu cho người mình yêu thương. Bởi vì khi mà mình cần ăn cái khẩu vị gì, khi mà có khách là người Nam thì chị sẽ nấu theo kiểu người Nam, và khách là người Bắc thì chị sẽ nấu theo kiểu người Bắc. Và không những tôi mà bạn bè và khách của tôi đều rất là hài lòng khi mà họ được mời đến đây dùng bữa. Sau này nếu mà chị có quay lại để ủng hộ quán của chị nhà và các anh chị ở đây được không ạ? Dĩ nhiên rồi, với cung cách và chất lượng món ăn như thế này thì tôi nghĩ là không những tôi và bạn bè của tôi cũng sẽ tiếp tục đến đây để ủng hộ cho chị nhà. Dạ, rồi em cảm ơn chị nhiều ạ.